Để rồi xem cả người cô và người thằng nhân tình của cô sẽ khắm như thế nào. Đây rồi. Wow. Bạn mình kiếm đâu ra con mực chất lượng ấy nhở? Thầm mực vứt luôn đấy. Mực này là mực tuyển, tôi phải canh mãi mua đấy. Trời đét luôn. Em bị tịt mũi chả ngửi được cái gì cả. Ăn mất ngon. Ô, mà anh thấy bảo là em đang ốm đúng không? Mà tí nữa đi công tác. Ốm thì đi kiểu gì? Công việc mà anh, không đi không được ạ. Thế à? Ông biết gì không? Ừ. Nhiều khi tôi nghĩ tôi chả biết tôi có phải là chồng của cô ấy không, hay công việc mới là chồng của cô ấy. Có thể bỏ bê chồng, chứ không bao giờ bỏ bê công việc. Uống đi. Tất cả vì tương lai của vợ chồng mình mà. Em vun vén cho hạnh phúc của hai vợ chồng. Thế á? Thế anh cảm ơn vợ yêu của anh nhá. Em có kẹo cao su à? Cho anh một viên với. Anh một viên đi, vừa ăn đậu xong mồ hôi quá. Chị đồ ăn đi. Ôi, khiếp. Cái gì mà đắng thế em? Không phải kẹo à? Đã bảo đồ của em không ăn được rồi còn. Đồ ấy đắng như thuốc ấy. Nhưng mà này, em uống thuốc gì đấy? Thuốc bổ của phụ nữ anh quan tâm làm gì? Thuốc bổ gì mà có vẻ ngụy trang bằng cách bỏ kẹo. Tôi đã đem loại thuốc ông đưa đi xét nghiệm rồi. Chắc chắn là thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai thật à? Mà hai vợ chồng của ông cưới nhau lâu thế rồi, vẫn kế hoạch à? Kế hoạch gì tầm này nữa? Tôi còn đang muốn có con này. Nhưng mà không đúng. Vợ chồng tôi mấy tháng rồi, không sinh hoạt gì cả. Mà bà còn nhớ không? Tôi còn đang chữa bệnh năm khoa ở chỗ bà cơ mà. Tại sao vợ tôi phải dùng thuốc tránh thai nhỉ? Chẳng lẽ là cô ấy ngoại tình? Cũng không chừa được khả năng đấy đâu. Bây giờ ông thử nghĩ kỹ xem, dạo gần đây vợ ông có biểu hiện gì bất thường không? Biểu hiện bất thường á? Hình như là cũng có. Dạo này tôi thấy vợ tôi rất hay lảng tránh tôi. Đi làm thì về muộn, về đến nhà nhá là cất kỹ điện thoại, không cho tôi động vào. Thế thì khả năng ngoại tình là rất lớn đấy. Kiểu này về nhà nhá, tôi phải hỏi cho ra nhẽ luôn. Ông bình tĩnh đi, giờ nóng nảy có giải quyết được gì đâu. Ông mà càng hỏi, vợ ông càng chối thôi. Biết là như thế nhưng mà bây giờ tức làm sao mà chịu được. Thế thì bây giờ lén điều tra đi. Bình thường ông với vợ ông có hay cài định vị ở máy nhau không? Chứ ở nhà tôi hay cài định vị ở máy thằng cháu tôi lắm. Hình như là có ấy. Cài từ đợt mới yêu cơ. Tại vì cô ấy hay quên đường lắm nè. Tôi cài vào xem cô ấy có đi lạc không. Mà để em đi. Thì ông cứ dựa vào cái định vị đấy mà theo dõi xem. Nhưng mà phải nhớ là ông vẫn phải bình thường với vợ ông. Đừng có mà manh động. Không có vợ ông nghi ngờ lại đề phòng hơn ấy. Đi rồi. Mấy hôm nay mình theo dõi, định vị cô ấy vẫn ở công ty. Cả buổi làm cô ấy không đi đâu hết. Liệu mình có đang nghi quá không? Cô ấy đâu kia? Một khoan đã. Tại sao định vị điện thoại của cô ấy vẫn đang ở trong công ty? Cô ấy có đi ra ngoài không? Khốn nạn! Cô ta dám để điện thoại ở công ty để ngang nhiên đi ngoại tình à? Tôi đây. Sao rồi? Ông đã tìm thấy vị trí nào vợ ông đến mà khả nghi chưa? Tôi bị lừa rồi. Hóa ra là vợ tôi để điện thoại ở công ty để đi ngoại tình cho dễ, đỡ bị tôi phát hiện. Vợ ông cẩn thận thật đấy. Biết là máy có cài định vị, nên là nếu bật thì sẽ lộ vị trí. Mà tắt đi, ông biết được sẽ nghi ngờ. Vậy nên phương án hoàn hảo nhất đó là để điện thoại ở công ty. Vợ ông đúng là cao tay đấy. Dù cao tay đến mấy, tôi thề bà là lần này tôi vẫn phải điều tra. Tôi phải bắt tận nơi để cho chúng nó một trận. Ông bình tĩnh đi. Giờ nắm đấm có giải quyết được vấn đề gì đâu. Bây giờ trước tiên nhá, ông phải biết được tình địch của ông là ai. Nghe tôi là bậc thầy đánh ghen đấy. Tôi sẽ chỉ cho ông cách xác định và bắt gian hai kẻ ngoại tình đấy. Thì bà cứ nói đi. Tôi chết rồi.
Mãi nói chuyện với bà để mất dấu rồi đấy này. Sao? Sớm muộn rồi cũng sẽ tìm ra thôi. Ông phải tin tôi chứ. Đây, canh chua của anh đây. Lần này em làm chua đúng theo ý anh Cường thích đi nha. Đây, đây là ớt của anh đây. Ớt quê này là cay lắm đấy. Anh cảm ơn. Em, sao em biết thằng Cường thích ăn cay và ăn chua? Thì em nghĩ là đàn ông ai cũng vậy mà. Anh có như vậy đâu. Anh không thích canh quá chua. Anh cũng không thích ăn cay. Anh, hôm nay nhà mình có khách, hay một chiều khách chứ. Uống đi lại này. Vợ bạn nói đúng đấy. Anh em mình mang tiếng là đồng nghiệp thân thiết, mà chả ngồi với nhau mấy cả. Đây là lần đầu tiên tôi về nhà bạn, gọi là ăn bữa cơm này. Uống đi. Bạn mình có đồng hồ mới đẹp nhỉ. Tôi chả thấy khoe gì. Người yêu tặng. Trong tủ quần áo không có gì mờ ám cả. Đồng hồ mới cả. Cha tặng mình. Lại còn có cả người yêu mới. Cũng không khoe luôn. Họ còn cười nhỉ. Từ của ngon của tốt. Mình giữ cho mình dùng đấy chứ. Họ có cái là mất ngay. Mà tôi tò mò làm cái gì. Ăn đi. Sắp đến giờ em đi công tác rồi. Em vào chuẩn bị đồ đây. Hay chân nhá. Này, ăn sao đấy? À, có làm sao đâu. Quên mất. Đến giờ gọi điện chốt đơn với khách hàng. Sao đúng lúc thế nhở? Chết rồi, điện thoại tôi hết tiền. Cho tôi mượn điện thoại không được không? Trụ cột gia đình cũng hết tiền cơ ạ. Khổ lắm. Lúc nào chả phải xin vợ tiền xăng xe với cả sinh hoạt hàng ngày. Làm gì có tiền đâu. Tôi phải gọi cho khách hàng luôn. Không phải lỡ mất. À mà hết bia rồi. Hay là ông chạy xuống dưới mua hộ tôi mấy lon được không? Ok, để tôi xuống nhá. Hộ tôi cái nhá. Ok. Số điện thoại gì mà dài thế? Khó nhớ thật. Liệu nó có phải bồ của bọn mình không? Để xem chúng ta có liên hệ gì với nhau không? À, các app tin nhắn đều có mật khẩu riêng. Ghê thật. Chính là nó. Mày dám qua mặt tao. Chúng mày tưởng tao là thằng ngốc à? Sắp đến giờ em đi công tác rồi. Em vào chuẩn bị đồ đây. Hay chân nhá. Không nói là đi công tác của quý vị với nhau. Chúng mày hiểu lắm. Sắp có cách hay để xem rồi. Người em bốc mùi đấy. Mùi gì? Em vừa mới tắm xong mà. Em ốm thì làm sao mà ngửi được. Cả ngày hôm qua em ở với anh không có mùi gì cả. Tự nhiên nó khăm khắm như cả mùi mực ấy. Tự nhiên anh nói em thì ngứa rồi này. Ngứa đi anh nhá. Ui. Chồng em gọi. Sao phải gọi giờ này nhỉ? Tôi đây bạn ơi. Ôi, vợ tôi đi công tác không có tôi ngủ ở nhà chán quá. Hôm nay ông cho tôi sang ngủ nhờ nhá. Nhà tôi bừa lắm, không ngủ được đâu nhá. Ui dồi ôi, bừa thì có làm sao đâu. Tôi đang ở ngoài cửa ấy này, ra mở cửa đi. Tôi vừa nghe tiếng điện thoại trong nhà rồi đấy. Tôi chết rồi đi. Ôi, giờ phải làm sao đây. Ôi, không thể để anh ta biết được. Thôi được rồi, em vừa ở trong này đi. Để ra ngoài đuổi khéo sang nhà nó nhá.
Ủa ông làm gì lâu thế? Thôi tôi làm đệm quen rồi, bây giờ bắt nằm sofa. Thôi cho tôi vào trong phòng đi. Bừa thì có làm sao đâu. Bạn cứ để bạn tôi tự nhiên bạn ơi. Tôi bừa lại. Ôi. À. Ui. Nhà bạn có quả giường êm nhỉ. Bạn ngửi thấy mùi gì không? Khắm lắm. Có mùi gì? Mũi bạn nhạy cảm chứ. Mũi tôi không nhạy cảm đâu. Bạn làm gì ấy? Đóng tủ. Ôi, kia đâu? Bạn cũng mặn nhỉ? Bạn nuôi con chuột 50 cân ấy. Lùa đi à? Bước ra ngoài. Nhanh! Sao? Thích bộ váy này không? Cái váy này là tôi chuẩn bị riêng cho cô đấy. Váy có mùi mực, mặc cho nó thơm. Để rồi xem, cả người cô và người thằng nhân tình của cô sẽ khắm như thế nào. Một người chồng tốt của tôi mà cô vẫn còn phản bội tôi được. Tôi sẽ cho cô biết cái mùi phản bội nó khó ngửi như thế nào. Hóa ra là anh bày trò à? Bảo sao tự ngửa điên người đấy. Tôi không bày trò ấy. Làm sao mà hai người lộ cái đôi chuột tôi được. Nói đi. Tại sao? Tại sao anh ở đằng sau lưng tôi? Tôi không cố ý. Tại cô ta vay vãn tôi trước. Chào cô em xinh cả. Em là nhân viên mới à? Giới thiệu với em, anh tên là Cường. Rất vui khi được làm quen với em. Em có người yêu chưa? Phong độ, điển trai. Đúng kiểu bác bao mà mình thích. Em còn đang ế đấy ạ. Cứ cho là vô tình đi. Nhưng sau khi mày biết đây là vợ tao, tại sao mày không chấm dứt? Tại sao mày vẫn tiếp tục? Thế không thể có lỗi với tao. Đây là chuyện của hai người. Hai người tự đi mà giải quyết. Sao? Bây giờ cô mới biết nó là đồ khốn à? Anh tưởng không có tôi mai phục ở đây nên định đánh bầy chuồn à? Làm sao mà thoát được tôi? Nói cho anh biết, tôi là bậc thầy đánh ghen đấy. Nhưng mà không đúng. Vợ chồng tôi mấy tháng rồi không sinh hoạt gì cả. Mà bà còn nhớ không, tôi còn đang chữa bệnh nam khoa ở chỗ bà cơ mà. Tại sao vợ tôi phải dùng thuốc tránh thai nhỉ? Chẳng lẽ là cô ấy ngoại tình? Cũng không chừa được khả năng đấy đâu. Bây giờ ông thử nghĩ kỹ xem, dạo gần đây vợ ông có biểu hiện gì bất thường không? Biểu hiện bất thường á? Hình như là cũng có. Dạo này tôi thấy vợ tôi rất hay lảng tránh tôi. Đi làm thì về muộn, về đến nhà nhá là cất kỹ điện thoại, không cho tôi động vào. Thế thì khả năng ngoại tình là rất lớn đấy. Kiểu này về nhà nhá, tôi phải hỏi cho ra nhẽ luôn. Ông bình tĩnh đi, giờ nóng nảy có giải quyết được gì đâu. Ông mà càng hỏi thì vợ ông càng chối thôi. Biết là như thế nhưng mà bây giờ tức thì làm sao mà chịu được. Thế thì bây giờ lén điều tra đi. Bình thường ông với vợ ông có hay cài định vị ở máy nhau không? Chứ ở nhà tôi hay cài định vị ở máy thằng cháu tôi lắm. Hình như là có ấy. Cài từ đợt mới yêu cơ. Tại vì cô ấy hay quên đường lắm nè. Tôi cài vào xem cô ấy có đi lạc không. Phải để làm gì? Thì ông cứ dựa vào cái định vị đấy mà theo dõi xem. Nhưng mà phải nhớ là ông vẫn phải bình thường với vợ ông. Đừng có mà manh động. Không có vợ ông nghi ngờ lại đề phòng hơn ấy. Khốn nạn. Cô ta dám để điện thoại ở công ty để ngang nhiên đi ngoại tình. Tôi đây. Sao rồi? Ông đã tìm thấy vị trí nào vợ ông đến mà khả nghi chưa? Tôi bị lừa rồi. Hóa ra là vợ tôi để điện thoại ở công ty
để đi ngoại tình cho dễ, đỡ bị tôi phát hiện. Vợ ông cẩn thận thật đấy. Biết là máy có cài định vị nên là nếu bật thì sẽ lộ vị trí, mà tắt đi ông biết được sẽ nghi ngờ. Vậy nên phương án hoàn hảo nhất đó là để điện thoại ở công ty. Vợ ông đúng là cao tay đấy. Dù cao tay đến mấy, tôi thề bà là lần này tôi vẫn phải điều tra, tôi phải bắt tận nơi để cho chúng nó một trận. Ông bình tĩnh đi, giờ nắm đấm có giải quyết được vấn đề gì đâu. Giờ trước tiên nhá, ông phải biết được tình địch của ông là ai. Nghe tôi là bậc thầy đánh ghen đấy. Tôi sẽ chỉ cho ông cách xác định và bắt gian hai kẻ ngoại tình đấy. Thì bà cứ nói đi. Tôi chết rồi. Mãi nói chuyện với bà để mất dấu rồi đấy này. Sao? Sớm muộn rồi cũng sẽ tìm ra thôi. Ông phải tin tôi chứ. Anh ngoại tình với vợ của bạn tôi là anh ngoại tình nhầm người rồi. Để bây giờ tôi thay bạn tôi đánh ghen đến nơi đến chốn nhé. Tiền vào két rồi nha, anh phải tương lai của em. Kìa anh, tiền thì vào két rồi nhưng mà chưa vào tài khoản ngân hàng của em. Trinh ơi, lại vòi vĩnh đòi hỏi người yêu chị cái gì đấy. Mày là em gái chị mà nhiều lúc chị cảm giác mày như mẹ của chị ấy, suốt ngày vòi vĩnh luôn. Anh Đạt ơi, em phải đi gặp khách hàng đây. Anh cứ ở lại chơi thêm nhá. Chắc là em về muộn đấy, em không cần chờ em đâu. Ừ, em đi nhá. Anh, nay cũng 31 cuối tháng rồi. Ừ. Anh thanh toán cho em đi. Thanh toán xong em sẽ phục vụ anh tận giường. Này, sao mà em vội vàng thế nhỉ? Anh có bao giờ quỵt để em thiệt thòi đâu. Thì tháng nào thanh toán cho xong tháng đấy đi anh. Thôi được rồi. Thế thì tháng này hết bao nhiêu để anh quyết toán luôn. Xong rồi còn vào việc. Bao nhiêu? Tháng này em đã phục vụ anh tổng 35 nháy. Mỗi nháy 500 ngàn. Tổng là 17 triệu 500. Thế được rồi. Đây, anh chuyển luôn nhá. Đây đúng không? Đây, anh quyết toán xong rồi. Bây giờ thì chiến đấu nhỉ? Anh xong rồi thì để phục vụ anh nhá. Em cứ phục vụ anh nhiệt tình lên. Cái này nhá, cứ hết anh lại bơm cho nó đỡ. Hôm nay bà Linh muộn mới về cơ. Vậy thì chúng ta tha hồ. Em đúng là đỉnh đấy. Ăn đứt chị gái em. Chuyện em đang phơi phớ trẻ trung thế này, lại chú trọng cải thiện kỹ năng, chắc chắn là ăn đứt bà Linh rồi. Anh thấy anh chọn đúng người rồi đấy. Chị gái về. Ơ, anh vẫn chưa về à? Em à. Chị Linh về rồi đấy à? Em tưởng muộn muộn chị mới về cơ mà. Chị chốt được hợp đồng sớm nên chị về sớm thôi. Lúc nãy anh đang định về rồi, thế là tự nhiên thấy đầu óc tối sầm cả lại. Chắc là trúng gió. Trình bảo là cứ ngồi tạm vào đây xong một lúc nữa rồi về. Chết. Thế giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không? Hay là em đưa anh ra viện nhá? Thôi không sao đâu. Chắc là anh ngồi nghỉ một lát rồi hết thôi. Và em đi gặp khách hàng thế nào rồi? Ổn hết cả rồi. Để em đi lấy trang dùng cho anh nhá. Hộ anh nhá. Trinh. Anh Lâm, sao anh lại ở đây? Thế anh đi tìm em. Giờ này em mất tăm mất tích ở đâu, chả thấy đi học gì cả. Em sinh viên năm 3, kỳ này học ít lắm, không bận rộn như năm 4 của anh đâu. Bận rộn đến đâu thì bận rộn, chứ anh vẫn muốn đi tìm em. Nhất là cái trò nhét tiền và cái két của em ấy. Anh mê. Anh đúng là khách hàng thân thiết của em, hiểu ý em thật đấy. Nếu đã là khách hàng thân thiết ấy, thì hôm nay anh hơi bị sông xanh đấy nha. Liệu có phục vụ anh cho tốt?
Lâu lắm rồi mới được xóa như thế này. Đúng là không bỏ công thời gian qua bế quan tỏa cảng, ôn thi học tập. Mãi đi hôm nay mới được xóa. Đúng là như hạn hán gặp mưa rào ấy. Cái anh này mồm dẻo như kẹo kéo ấy. Mà em lôi anh về nhà chị họ của em như này, em không sợ? Chị em đi công tác rồi, mình tha hồ thoải mái với nhau. Mà bà ấy hay đi công tác lắm. Ngon. Thế thì anh phải gom tiền để làm xóa bữa đứa vậy. Anh cứ song sanh với em đi, em sẽ chiều anh từ A tới Á luôn. Em đi về nhà vệ sinh chút xíu nhá. Bố khỉ, làm một nhánh đi ngay năm lốp thế thì chát quá. Sinh viên năm cuối như mình lấy đâu ra tiền? Phải lấy lại năm lốp thì được, lần sau còn có tiền đi tiếp nữa chứ. Không có sinh nhật cô ta. Thế mật khẩu là gì được nhỉ? Cũng không phải là ngày trinh được chuyển lên thành phố sống. Thế rốt cuộc mật khẩu là gì? Trinh không phải là tiếp người đặt mật khẩu hôm nữa. Chắc chắn phải là một con số quý nghĩa với cô ta. Biết ngay mà là ngày cô ta bắt đầu hành nghề bán thân này chứ đâu. Quá rồi mà. Ai, như thế là sao hả Trinh? Anh tưởng cái két này chỉ đựng tiền để em hành nghề thôi, sao trong đấy còn có cả giấy là sao? Thì là anh hiểu nhá. Hay là em có một khách hàng đặc biệt, chỉ cần dùng giấy là có thể xử luôn chứ không mất tiền? Không, cái giấy này em gom để đổi tiền mà. Đổi tiền á? Em bịp anh. Em nghĩ anh trẻ con đến cái mức mà em bịp được như thế á? Chán thật đấy. Thế mà mồm cứ xoen xoét bảo anh là khách quen khách VIP, bây giờ tự nhiên mọc đâu ra cái ông chỉ mất giấy cũng được xử. Chén miễn phí à? Sao không thấy tờ 500 anh ta nhét vào ban nãy đâu nhỉ? Dình ở đấy cả ngày trời rồi mà chưa thấy thằng kia xuất hiện. Rốt cục nó là thằng nào được cái trinh cho chén miễn phí nhỉ? Sao nó tự mở cửa được? Là người nhà này à, chính là anh ta. Mình biết anh ta là ai rồi.
là ai đấy? Tự nhiên vào nhà tôi là như nào? Anh làm gì có quyền mà nói câu đấy với tôi nhỉ? Nhà nào là nhà của anh? Anh chỉ là người yêu của chị Linh mà thôi. Sao? Mặt... Sao anh biết? Nhìn mặt anh ta là anh đã ngờ ngợ ra rồi. Tại vì hôm trước anh nhớ là anh đã xem được một bức ảnh của chị Linh, có tang cả em này và cả... Rốt cuộc anh muốn cái gì? Muốn gì hả? Tại sao mình lại biết được bí mật hay thế này nhở? Anh rể tương lai lại đi cặp kè với cả em vợ tương lai của mình. Bắt bánh trả tiền à? Không, không thể gọi là bắt bánh trả tiền được. Tại vì anh có mất đồng tiền nào đâu, anh chỉ mất vài tờ giấy thôi mà. Thôi đi anh Lâm. Em làm cái gì mà anh gây chuyện với em? Anh mới là người hỏi em câu hỏi đấy. Em tệ với anh trước mà. Trong khi ấy, anh ta thì không mất một đồng nào với em, còn anh thì lại mất rất nhiều tiền vào em. Trong khi anh là người đầu tiên mở hàng cho em về cái dịch vụ đấy. Mày đừng có điên đi. Tao không hề được miễn phí. Còn bây giờ tụi mày cút khỏi nhà chúng tao. Nhà chúng tao á? Anh bị ảo à? Nhà là nhà của anh. Đây là nhà của Linh mà. Tôi đã có đầy đủ hình ảnh bằng chứng anh ngoại tình với Trinh rồi. Clip, hình ảnh tôi có cả. Và nếu bây giờ ấy, hai người không nôn tiền ra đây thì tôi sẽ nói toàn bộ sự thật với cả Linh. Bây giờ hai người phải đáp ứng đủ điều kiện của tôi. Anh thì nôn tiền ra cho tôi. Mày. Còn Trinh thì em sẽ phải phục vụ anh miễn phí cả đời đấy. Nếu hai người đáp ứng đủ hai điều kiện này thì bí mật này sẽ... Điên. Làm sao đây? Sao lại ngồi uống bia mình thế này? Em đang mệt mỏi, stress về chuyện ông Lâm quá. Tự nhiên em quen thằng ấy làm gì? Đàn ông con trai mà bị ổi. Anh ta là đàn anh khóa trên, cùng trường đại học với em. Này, anh vừa ấy mất 10 triệu cho nó đấy. Mấy hôm nữa là Linh đi công tác về, không tống tiền vào mồm nó, cũng mà chết cả lút. Em cũng thế. Em phải phục vụ anh ta miễn phí thế này. Em khổ quá mà. Anh bỏ ra. Anh đi đây. Làm trò. Linh ơi. Anh làm cái quái gì đấy hả? Linh ơi, em phải nghe anh nói đã. Anh. Chị cứu em ơi. Trong lúc chị đi công tác, anh là anh ấy. Em có làm sao không? Những vết bầm này là sao đây? Anh đã đánh ép em. Em chống cự thì anh ấy đánh em ạ. Này, em mà nói linh tinh cái gì đấy? Em bịa chuyện nó vừa phải thôi. Linh ơi, em phải nghe anh nói. Thật sự là anh là người bị hại. Còn em họ của em, nó là người bám sát đấy. Im ngay đi. Tôi không bị ngu. Mắt tôi nhìn thấy rành rành anh đẻ con bé ra. Anh bảo anh có làm gì nữa à? Chị đừng có tin anh ta. Chị có biết là bao nhiêu ngày chị đi công tác, là bấy nhiêu ngày anh ta đến đây giở trò đồi bại với em không? Sao em không gọi điện nói cho chị biết? Anh ta nói là chị chỉ tin anh ta thôi. Nếu mà em nói, anh ta sẽ tìm cách đuổi em ra khỏi cái nhà này. Chị xin lỗi. Để em phải chịu khổ rồi. Mình không thể bị ông Lâm nắm thóp như thế được. Anh ta biết mình qua lại với anh rể tương lai, nên lấy đó làm quân bài để uy hiếp mình. Phải phục vụ hắn ta miễn phí thì thất thu quá. Sao lại còn cả ông Đạt? Từ khi phải cống tiền cho Lâm thì anh ta cũng ki bo với mình hơn hẳn.
Mai là chị Linh sẽ về. Mình chỉ dàn cảnh một chút là xong. Được đấy. Như thế này là dấu vết bầm tím bị đánh rồi. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Thứ đàn ông dơ bẩn cặn bã. Tôi mà còn nhìn thấy anh bén mặt đến gần chị em tôi sẽ không tha cho anh đâu. Em nghe anh nói này. Chút lần này em phải tin anh. Em không hiểu hết em họ của em. Tin ngay đi. Biến. Và đợi đơn kiện của tôi. Tôi sẽ kiện anh vì tội sàm sỡ em gái tôi. Tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Linh ơi, Linh. Hiểu bạn bè kiểu gì? Mày tặng quả dưa chuột là ý gì? Hả? Có cái gì hay mà mày tặng? Em đưa quả dưa chuột anh xem. Ê, tao trêu thế chứ có cái gì đâu mà. Bình thường bạn người ta đi thân gia ấy, tặng nội thất, tặng cây cảnh đằng này, tặng chậu đất với quả dưa chuột. Vợ mày thích dưa chuột, tao mới mua dưa chuột tặng. Ô, Giang à? Sao lại ở đây? Thằng Hùng, anh với thằng Hùng đang bận họp với khách hàng. Thằng Hùng thì đang tiếp khách, nó đưa anh mật khẩu nhà để về lấy tài liệu. Sao anh không gọi cho em mà lại để anh tự vào nhà em? Thì nó nói là em cũng đi vắng. Ai ngờ là em ở nhà lại trong cái bộ dạng này. Anh hỏi nhá. Em làm gì mà mang cả dưa chuột vào phòng ấy? Em đã mặt. Dưa chuột tốt cho da mặt mà. Đã mặt á? Uầy. Em đắp cả quả lên mặt á? Lần đầu anh biết đấy. Vợ tao thích dưa chuột đấy. Là sao? Thì mấy lần tao sang nhà mày tao ăn cơm, thấy vợ mày mua rất nhiều dưa chuột. Nào là làm món salad dưa chuột này, dưa chuột muối nhiều lắm. Ta linh tinh, thỉnh thoảng đổi món một tí thì làm sao? Chồng này, em có đơn ship ở dưới, chồng xuống lấy giúp em nhé. Bác bảo vệ gọi nhưng mà em không xuống. Để xuống anh lấy cho. Nào. Này, đợi tí tao lên. Vào test bộ PS5 vừa mua hôm qua xong, mới mua. Ấy, chuyện luôn mà. Đợi tí nhá. Ý anh là sao anh Lâm? Tôi ghi rõ thì em không đọc à? Đọc kỹ này. Tặng em 3 nhà đêm nay. Rõ rồi còn gì nữa. Anh biết mà. Thằng chồng em nó ốm yếu, nó không đáp ứng đủ nhu cầu cho em. Thì để anh. Anh định làm gì? Anh có tình ý với em? Chắc chắn là anh có tình ý thì anh mới làm thế. Này, nói thật. Thằng Hùng ấy, nó không phải là chồng em. Thì anh cưa em lâu rồi. Em là vợ của bạn thân anh đấy. Anh không sợ bị phát hiện à? Anh sợ cái gì hả? Em không nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à? Hơn nữa, nó là bạn thân anh, thì cái khả năng nó nghi ngờ anh nó càng thấp. Anh có chắc là anh hơn bạn anh không? Nếu mà em muốn biết ấy, thì tối nay qua thử nhà anh. Anh sẽ cho em biết nó là thật hay không. Hơn nữa, anh ghi như này không phải là ghi xuông đâu. Ngại nhở. Nay lại sang ăn thực cơm nhà hai bạn. Thôi, đừng có mà mõm. Ăn mòn bát mòn đũa như người ta rồi. Ngại. Ngại đúng không? Đi về đi, cửa không khóa đâu. Ê, nói thế, cơm đến miệng rồi mà còn không ăn nữa, có mà ngu à? Đến vợ của bạn tôi còn chén được nữa là cơm nhà bạn. Ăn đi. Ê, khách sáo làm cái gì, quen rồi. Này, bây giờ đi khám sức khỏe thường xuyên nhé. Cái bệnh huyết áp sao rồi? Đỡ nhiều rồi, với cả từ ngày lấy vợ về, có người chăm sóc. Ở nhà cũng có người nói chuyện, vui cửa vui nhà hơn.
thành ra tâm lý cũng thoải mái. Tốt rồi, có vợ như Giang chăm lại chả thích. Giang khéo mà, Giang nhở? Anh Lâm lại quá khen rồi ạ. Đêm hôm trước em tuyệt lắm. Anh có chụp lại vài bức ảnh kỷ niệm. Em muốn xem không? Này, mấy tuổi rồi? Ăn cơm cứ bấm điện thoại thế à? Mồm thì tóc ta tóc tép. Còn cái em nữa, ai nhắn tin mà nhiều ấy? Tin nhắn quảng cáo nhỉ? Dạo này nhiều tin nhắn quảng cáo quá, phiền thật đấy. Ăn đi. Vào đây. Chị. Đây là Lâm, bạn em. Chào em. Cất cái mắt đi. Chị đang chào mày đấy. Chào chị. Mẹ. Nhà mày có tiền à? Xinh ấy. Mày thấy tiền nào xấu như này à? Đúng không? Đây là chị tao, mới đi nước ngoài về. Lâm với Hùng ngồi chơi nhá. Chị đi ra ngoài có chút việc. Vâng, em bạn thân Hùng chị nhá. Nước nhại rớt kìa, lau đi. Nước nhại rớt kìa. Hả? Rớt kìa. Này, chị mới sinh à? Sinh gì em sao? Thật, ý gì, muốn gì? Bỏ ngay suy nghĩ trong đầu đi nhá. Suy nghĩ gì? Khi... Tao nói anh dạy mày. Thôi thôi thôi, tôi xin ông. 3 tuổi danh con, phá ra chi tử. Cưới mày về không quản được. Ừ. Chẳng. Ê, chị Linh Thái nguy hiểm thế. Chị Thái này Thái sai rồi, chị Thái này vào tay đấy. Thế này, chị Thái như thế này ra này, nấm không vào tay với cả nấm không khác. Thế à? Thế thì em đứng xa chị ra. Không có chị Thái vào tay em bây giờ đấy. Chị Linh có bạn trai chưa nhỉ? Chị có rồi. Chị nói điều. Mấy lần em hỏi thằng Hùng rồi. Thằng Hùng nó nói là chị vẫn đang độc thân. Thế em biết rồi thì còn hỏi làm gì? Chị Linh khéo ăn nói nhỉ? Nhưng mà gu em thích. Làm gì? Anh có tình ý với em à? Chắc chắn là anh có tình ý thì anh mới làm thế. Này, nói thật. Thằng Hùng ấy, nó không phải là chồng em. Thì anh cưa em lâu rồi. Cũng nhiều người nói với chị câu đấy rồi. Chị Linh này, cuối tuần này chị rảnh không? Có chuyện gì đây? À, chẳng là nhà em có cái homestay ngoại ô. Định cuối tuần này rồi chị qua đi chơi. Nghe cũng hay đấy. Để chị rủ vợ chồng Hùng đi cùng. Vâng. Sao thế? Sao? Hẹn anh ra đây có chuyện gì? Hóa ra với người con gái nào anh cũng nói là gu của anh à? Tôi lại cứ tưởng anh mê mệt tôi. Anh bất chấp. Vì tôi là vợ của bạn thân anh. Anh cặp kè với tôi. Thế mà anh còn đi tà lừa cả chị chồng tôi. Tà lừa nào? Tà lừa gì? Anh hẹn anh ra đây, nhắn tin bảo ra đây, nói trả đầu trả đuôi gì gì. Chả hiểu cái gì. Nhà anh còn có homestay ở vùng ngoại ô cơ mà. Thế mà tôi không biết đấy. Chả bao giờ thấy rủ người ta đi chơi. Sao em biết? Trời ơi.
ban nãy anh nói chuyện anh tá lừa chị Linh tôi nghe thấy hết rồi. Còn việc nói đi chơi riêng đấy, đúng là cái loại chẳng hòa. Chấm dứt đi. Ôi trời ơi, nghe anh nói đã. Đúng là anh có nói thế với chị Linh thật. Anh có nói thích chị ta, anh ta lừa chị ta. Nhưng đấy chỉ là cái cớ thôi. Nó là một màn kịch anh răng ra để lừa thằng chồng em chứ còn ai nữa. Bây giờ nhá, thằng chồng em nhá, nó biết được là anh thích chị Linh thì nó giảm khả năng nghi ngờ giữa anh với em đi. Có đúng không? Có thật không đấy? Sợ đấy không? Anh nói dối em là cái gì? Em thừa biết là anh yêu có cưng nhất mà. Đợi bao giờ Linh cho tôi chén thì lúc ý tôi vứt xó cô luôn. Này, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao mà chị rủ em sang tận phòng này để sửa chữa đồ gì cơ chị? Phòng chị hỏng gì à? Đóng cửa cho chị. Còn đóng cửa cửa? Sao lạ thế? Sao? Sửa cái này cần riêng tư kín đáo. Em trai với cả em dâu chị đi về quê rồi, còn mỗi mình chị ở nhà thôi. Thế thứ chị cần sửa là gì? Là chị này. Sửa cho chị nhé. Em biết mà. Chị làm sao qua khỏi sự quyến rũ của em. Tao làm gì đâu? Nghe tao nói đã. Tao, chị Linh gọi tao đến đây bảo là phòng chị mày hỏng nên là gọi tao sang sửa. Tao chả làm cái gì chị mày cả. Cậu tao sang đây chơi, bảo là tìm em. Hóa ra là định giở trò với chị. Cậu tao để chị ra giường. Rồi Này nhá, tao không hề làm thế. Chính chị mày. Chị mày lên kế hoạch, chị mày rủ tao sang đây. Rồi chị mày bày trò ra để chị mày lừa tao. Mày cầm mồm. Nếu mà tao không về kịp, mày làm ra cái trò dơ bẩn thế à? Làm cái trò gì? Ngay từ lần đầu tiên mày nhìn chị tao với một ánh mắt không sạch sẽ, tao đã nghi rồi. Nhưng tao nghĩ mày là bạn thân của tao. Vào đây. Chị. Đây là Lâm, bạn em. Chào em. Cất cái mắt đi. Chị tao chào mày đấy. Chào chị. Mẹ, nhà mày có tiền à? Xinh ấy. Mày thấy tiền nào xấu như này à? Đúng không? Đây là chị tao, mới đi nước ngoài về. Là về Hùng ở chơi nhá. Chị đi ra ngoài có chút việc. Vâng. Em bạn thân Hùng chị nhá. Nước nhãi rớt kìa, lau đi. Nước nhãi rớt kìa. Hả? Chớt thì... Này, chị mới sinh à? Sinh gì em sao? Hả? Ý gì? Muốn gì? Bỏ ngay suy nghĩ trong đầu đi nhá. Suy nghĩ gì? Có khi... Tao là anh dạy mày được. Thôi, tôi xin ông. 3 tuổi danh con, phá ra chị tử. Cưới mày về không quản được. Chẳng... Mày không dám làm gì cả. Nhưng mà... Mày khốn nạn tao nghĩ nhiều đấy. Tao không làm gì cả. Có thể lần khác tao lừa mày, tao là... Không, lần khác tao cũng không lừa mày. Nhưng mà riêng lần này, tao trong sạch, tao không làm một cái tao gì. Cút nghe. Cút ra khỏi nhà tao. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Cút. Cút được. Mày. Chị có sao không ạ? Em xin lỗi nhá. Em giận cáo về nhà rồi. Không sao đâu. Lần này cũng coi như là được nhìn thấy bộ mặt thật của bạn em. Đúng là khốn nạn. Hóa ra là cái người con gái nào cũng là gu của anh à? Tôi lại cứ tưởng anh mê mệt tôi, anh bất chấp vì tôi là vợ của bạn thân anh. Anh cặp kè với tôi. Thế mà anh cứ đi tà lừa và chị chồng tôi. Tà lừa nào? Tà lừa gì? Này, hẹn anh ra đây. Nhắn tin bảo ra đây, nói trả đầu trả đuôi gì, chả hiểu cái gì. Ban nãy tôi nghe anh ta lừa chị Linh hết rồi. Để còn rủ nhau đi chơi riêng cơ đấy.
đúng là cái loại chẳng hoa. Chấm dứt đi. Ôi trời ơi, nghe anh nói đã. Đúng là anh có nói thế với chị Linh thật. Anh có nói thích chị ta, anh tà lừa chị ta. Nhưng đấy chỉ là cái cớ thôi. Nó là một màn kịch anh răng ra để lừa thằng chồng em chứ còn ai nữa. Bây giờ nhá, thằng chồng em nhá, nó còn biết được là anh thích chị Linh thì nó giảm khả năng nghi ngờ giữa anh và em đi. Hai người dám cắm sừng em trai tôi à? Chị đành phải dùng cách này để đuổi được cấp vợ em đi khỏi nhà mình không ạ? Giờ thì em đã nhìn thấy con người thật của Lâm chưa? Em nhìn thấy rồi. Còn em ở đây. Từ nay về sau, anh cấm em giao du với nó nữa, nghe chưa? Chị ạ, hôm nay anh Hùng bận nên là không đưa chị qua nhà mới được. Em sẽ đưa chị đi. Đồ nội thất bên nhà chị, anh Hùng cho lắp đặt hết rồi ạ. Giờ này, trước khi đi, chị có chuyện muốn nói với em. Em biết đấy, thằng Hùng nhà chị sức khỏe yếu, lại còn bị cao huyết áp, nên có những điều kinh khủng chị biết mà chị không muốn nói với nó, vì sợ nó sẽ bị sốc rồi đổ bệnh. Ý chị là sao ạ? Em không hiểu. Chị chỉ muốn nhắc nhở em rằng em là vợ của Hùng, em nên làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nên biết cái gì nên làm và cái gì không được phép làm. Cái gì biết là sai trái thì mình đừng làm nữa. Kiểu sau này bung bét hết ra thì người thiệt là em ấy. Em phải biết trân trọng những gì mình đang có. Chị biết gì rồi ạ? Chị biết đủ những điều cần biết thôi. Bây giờ chị chuyển ra ở riêng rồi, nhưng mà chị vẫn luôn quan tâm và dõi theo em đấy.